Khi mà chọn camera hành trình thì thường anh em sẽ phân vân hai loại là chủ yếu thôi. Mình thấy là mình làm nghề khá lâu rồi. Một là dòng Xiaomi, hai là dòng Vietmap. Đó là hai cái dòng mà có thể nói là rất nhiều người phân vân. Vậy thì trong video này mình sẽ tư vấn cho anh em để mọi người không còn phân vân nữa. Cái thứ nhất là mình xác định rõ nhu cầu của nhau. Ví dụ như bạn chỉ có nhu cầu cần một cái cam hành trình để ghi nét, đẹp, bền, giá rẻ nhưng mà rất là cao cấp thì bạn nên chọn dòng Xiaomi. Còn nhu cầu thứ hai, đó là bạn cần một cái cam hành trình không những chỉ là ghi hành trình mà nó còn có cả cảnh báo giao thông, cảnh báo camera phạt nguội, hỗ trợ giúp cho chúng ta lái xe nhàn hơn. Đấy thì bạn lắp một cái dòng Vietmap. Và nó cũng có Xiaomi nó cũng có khoảng 2-3 dòng, Vietmap nó cũng có 2-3 dòng. Vậy thì chúng ta nên chọn loại nào? Thì trong video này mình sẽ phân tích hết cho anh em để các bạn có một cái lựa chọn nhanh gọn mà đơn giản. Đầu tiên thì mình sẽ nói đến cái dòng 70 mAh A500S. Thì cái dòng này mình đánh giá ấy, nó có một cái thiết kế với mình trước đây nó là ok, nhưng mà đến bây giờ ấy, nó không đẹp bằng cái dòng đời mới. Đấy, dòng này có thể nói nó bán đến bây giờ là 5 năm rồi. Đấy, có thiết kế này, có cả màn hình. Đấy, và cái màn hình này là màn hình 2.7 inch thôi. Nhưng mà toàn bộ ấy, những cái dòng cam mà mình tư vấn cho anh em là tất cả đều xem ở trên điện thoại. Đó, thì dòng này nó sẽ xem trên điện thoại này. Ok, vậy thì cái thiết kế này với những dòng xe kiểu dưới 1 tỷ hoặc là dưới 2 tỷ, ok. Nhưng nếu như mà Xiaomi mà anh em chọn đối với những dòng xe sang Merc, B, Lexus hay là tầm 2 tỷ trở lên thì các bạn chọn cho mình dòng này. Nó có thiết kế đẹp hơn, camera cũng tất nhiên là nâng cấp cao hơn và thiết kế luxury hơn. Đây, các bạn nhìn thấy là từ cái thiết kế của hộp cho đến thiết kế của camera rất đẹp. Đấy, nó có một cái quàng bên ngoài để giữ cái cam ấy nữa. Và cái dòng này nó hơn gì dòng này là M500, dòng này là thành A500S. Đó, thì với thiết kế này là không còn màn hình nữa, nó sẽ đẹp hơn. Và không có màn hình nữa ấy, thì nó cho một cái chỉnh chu hơn, đấy, trau chuốt hơn. Và tất cả cũng đều xem trên một cái app là 70 mai xem nhau thôi. Cái dòng này nó còn có là tích hợp bộ nhớ bên trong. Đấy, theo mình đánh giá bộ nhớ bên trong nó vẫn hay hơn bộ nhớ bên ngoài. Bởi vì là nó không bị, ví dụ thẻ nhớ bên ngoài bạn dùng, ví dụ bên mình là mình sẽ tặng cho bạn cái thẻ nhớ xịn. Nhưng mà nếu mà dùng thẻ nhớ đều ấy, thì nó sẽ rất là nóng máy. Còn cái dòng này nó không cho phép bên ngoài can thiệp luôn. Nên là cái độ bền thì cái dòng này nó sẽ cao hơn một chút. Tất nhiên là dòng Xiaomi tỷ lệ lỗi thì quá ít rồi. Rồi đấy là hai cái nhu cầu khác nhau. Và nếu như bạn cần đến cái dòng có cả cam trước cam sau thì cái M500 này rất tiếc nó lại không có. Mà chỉ cái dòng A500S này này là nó có là cam trước. Một là bạn chọn một option cam trước, hai là bạn chọn cái option là vừa cam trước vừa cam sau. Thì đây là cái cam đằng sau. Đấy thì bạn bỏ thêm 1 triệu nữa. À, nói về giá thì mức giá con này là 1.800.000. Còn đối với cái con mà vừa ghi trước ghi với sau thêm mua cam sau nữa mất 1 triệu nữa anh em ạ, 2.800.000. Còn đối với cái dòng M500 này này, riêng mỗi cái mắt trước thôi đã là 2.800.000 rồi. Còn nếu mà đấy là dòng 64GB, nhưng mà nếu mà dòng 128GB là 3.400.000. Đó, như vậy là xong. Ở cái phần nếu như bạn không cần đến cảnh báo tốc độ, không cần đến là hỗ trợ lái xe mà chỉ có ghi hình nét, thiết kế đẹp bền, thì đấy là hai dòng mà bạn nên lựa chọn. Ngoài ra có thêm cái dòng này. Dòng này nó cực kỳ hợp lý luôn. Đấy, dòng này là dòng V6 Wi-Fi 1.2 triệu, rất bền. Dòng này nó còn chạy bằng điện ắc quy của bình. Đấy, nó tối ưu hơn, nó có thể tắt máy trong xe. Đó. Rồi, cao hơn một chút. Không phải là, có thể nói không phải cao hơn, mà đấy là kiểu như anh em có nhu cầu khác hơn một chút. Cần cái cam hành trình này vừa là quay nét, vừa là ghi hỗ trợ lái xe kiểu như là cảnh báo nhá. Đây, mình sẽ lấy cái này lên. Ở đây nó sẽ cảnh báo này, kiểu như là vào khu dân cư, cảnh báo tốc độ đoạn đường này là bao nhiêu. Đấy, đỡ phải để ý cái biển hai bên, chúng ta đi để ý này nó nguy hiểm. Thì kết hợp vừa để ý nhưng mà vừa có cái thiết bị hỗ trợ này. Đó, thì đối với Vietmap ấy thì nó có mấy loại. Ví dụ như bạn chỉ cần cái loại mà ghi đằng trước không thôi. Đó, thiết kế nó cũng xem giống kiểu 70 mai này. Đây, C61, nó là 2.900.000. 2.900.000 thì mới có, còn cái này có 1.800.000. Như vậy là nó chênh nhau gần 1 triệu.
Nhưng cái cam này nó sẽ có cảnh báo giao thông. Đấy, cảnh báo giao thông ở đây thì mình có 3 loại cảnh báo giống nhau. Đây là một loại là C61 này, một loại KC01 này. Cái này nó có cả ghi trước và ghi sau. Đấy là con này chỉ có ghi đằng trước thôi anh em. Thì 2.9 triệu, con này lên đây là 4.150.000, 190.000. Đấy là như vậy là chênh nhau hơn 1 triệu. Rồi, đến cái dòng tiếp theo. Đấy, cái dòng này là nó cũng như vậy, nó chênh nhau khoảng mấy trăm nữa. Nhưng mà ấy, tất cả những dòng này đều là có cảnh báo giao thông, nhưng mà nó không có hiển thị cái con số liên tục. Thì nếu như mà Vietmap mà bạn cần đến một dòng cao cấp, bạn cần đến một dòng cam hành trình có ghi lại cảnh báo tốc độ thường xuyên, luôn luôn hiển thị cái con số trước mặt mình, thì mình khuyên anh em dùng cái Vietmap M1. Bạn có thể chọn hai option. Một là ghi cam hành trình đằng trước, hai là vừa ghi hành trước và vừa ghi hành trình đằng sau. Nó sẽ hỗ trợ chúng ta bảo vệ cả đằng trước đằng sau. Nhưng ấy, cái cảnh báo tốc độ của cái bản này rất hay. Nó sẽ có là hiển thị con số toàn thời gian, luôn luôn hiển thị tốc độ. Đấy, và thậm chí là khi mà chúng ta xem lại ấy, trên cái cam M1 này này, nó còn biết được là mình đang chạy trên cung đường nào. Đó, nó rõ như vậy. Còn tất cả những cái dòng cam này thì nó chỉ hiển thị được là cái cung đường thì chúng ta đi, tên đường nó không biết được. Và chúng ta phải nhớ con cái này là nó có cái hiển thị cả tốc độ, hiển thị cả con đường luôn, giúp cho chúng ta lái xe rất là tốt. Đấy, thì lời khuyên của mình, nếu mà nhu cầu của mình như thế nào thì chúng ta nên chọn cái loại phù hợp. Nếu như bạn không cần đến cảnh báo tốc độ, mình là kiểu như là mình làm trong ngành thì mình cần nữa. Còn nếu như bạn không làm trong ngành hoặc là bạn thường xuyên đi ngoại tỉnh, đấy, thì bạn nên dùng thằng này. Còn nếu bạn rất ít khi đi ngoại tỉnh, những cung đường bạn đi hàng ngày rồi, tiết kiệm, chúng ta sẽ lắp cái 70 mai. Đấy, thì nó sẽ rất là đẹp. Đấy, thì anh em nếu mà có nhu cầu thì đến trực tiếp Trung Auto. Mình có sẵn tất cả những cái loại này. Và mình cũng nghiên cứu rất là kỹ, trên thị trường có rất nhiều loại khác nhau. Nhưng mà đây là hai cái dòng mà mình đánh giá là nên lắp và có những cái độ bền rất là cao. Đặc biệt là lắp cái này ấy, là nếu bạn lắp tại Trung Auto sẽ không mất đi cái tàu, mà mình sẽ lắp trong cái bảng cầu trì luôn, nó rất là gọn, gần như là không có lằng nhằng dây điện. Đấy, thì bên mình lắp rất là nhiều. Nếu mà bạn có nhu cầu, bạn có thể liên hệ cho anh em Trung Auto. Bên mình chuyên tất cả những cái dòng cam hành trình, các cái thiết bị, đồ chơi, đồ công nghệ ô tô. Đấy, cảm ơn anh em đã theo dõi video. Nhớ subscribe kênh của Trung Auto. Xin chào và hẹn gặp lại.